Sáng sớm mà chúng em lên sóng cùng các anh em. Đây là những cái bộ mà chuẩn bị lên Phú Thọ lắp đặt này. Đây là cái đơn hàng đóng tranh thủ buổi sớm để bưu điện và lấy hàng. Còn một bộ nữa thì chúng em đang về tới Hà Nam ạ. Bộ Hà Nam thì có một cặp loa VK3921 và một đẩy X22 Pro và bộ mic VK49. Thì em đem dự phòng thêm cái bộ mic VK321 đi, để nếu bác muốn nâng cấp thì có thể là nâng cấp lên. Bộ này thì có mic 49 nhá. Nếu mà anh thì muốn nâng cấp thì nâng cấp lên cho anh đấy. Với những đơn hàng như thế này thì gần như là chúng em sẽ đến tận nơi để bàn giao và lắp đặt. Các anh em yên tâm khi mà đến với dịch vụ của Zika chúng em. Hiện tại chúng em đang làm rất là tốt về cái dịch vụ lắp đặt tại nhà, cũng nhận được cái sự yêu mến của các anh em rất là nhiều. Chúng em lên đường và bàn giao luôn với những cấu hình combo. Ở phía bên trong thì ngày hôm nay thì đi lắp bộ VA12 và bộ B12. Ngày hôm nay thì có cả một những bộ lên Phú Thọ nữa. Và bộ về Hà Nam thì có một bộ. Đây, vẫn nguyên một con xe to để đi. Nên các anh em yên tâm, để các anh em đặt là một bộ hay hai bộ, hay là chúng em thường sẽ cố gắng ghép mà khu vực phía dưới được mấy bộ cùng một lúc đi, chúng em sẽ đi. Ngày hôm nay thì về Hà Nam thì có một bộ này, anh yêu cầu nhận trước 10 giờ nên là hiện tại chúng em đã xuất phát đi. Và tất cả mọi sản phẩm cũng như là những cái cấu hình combo hiện nay giá rẻ bình dân lên những cái đơn hàng gửi Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi các tỉnh lân cận chúng em đi lắp đặt thì các anh em cứ liên hệ cho em qua số hotline. Rồi em sẽ khép lại video đây. Xin cảm ơn các anh em rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và chúc các anh em thật nhiều niềm vui, sức khỏe.